Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Kính thưa quý vị, hôm nay mùng 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vào ngày này 79 năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội cho cả dân tộc. Và trong ngày lễ trọng đại hôm nay, chúng tôi muốn cùng quý vị trở lại với không khí của ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, nơi ghi dấu mốc son lịch sử của dân tộc. Vào đúng ngày này cách đây 79 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với nhân dân Việt Nam và toàn thế giới khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, chấm dứt chế độ phong kiến ở nước ta sau hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân phát xít. Từ thân phận nô lệ, người Việt Nam ngẩng đầu, tự hào trở thành công dân của một nước độc lập, đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Gần 8 thập kỷ qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn, giúp toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chiến đấu và chiến thắng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đang dần được hiện thực hóa, vươn tới mục tiêu vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kỷ niệm 79 năm quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp để kết nối hơn triệu trái tim Việt Nam cùng đoàn kết, sát cánh bên nhau để cùng hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam phát triển, thịnh vượng vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc ngang châu. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày Tết độc lập của dân tộc cũng là kỷ niệm 55 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Trước lúc đi xa, người đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta một văn kiện lịch sử vô giá, đó là bản di chúc thiêng liêng. Chỉ hơn 1.000 chữ, nhưng di chúc đã gói ghém tình cảm chân thành, sự quan tâm đặc biệt, những suy tư mong ước của người đối với đất nước, với Đảng và nhân dân ta. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những lời người dặn lại nước non vẫn còn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, là quốc bảo soi sáng công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. 9 giờ sáng, ngày 10 tháng 5 năm 1965, tại căn nhà sàn đơn sơ trong phủ chủ tịch, Bác Hồ bắt đầu ngồi viết di chúc. Người còn ghi vào tài liệu này là tuyệt đối bí mật. Bác viết bằng tay và tự đánh máy, có chữ ký của người chứng kiến là bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn. Liên tục 4 năm sau đó, cứ vào dịp sinh nhật của mình, người đều chỉnh sửa, bổ sung, mà lần cuối cùng là ngày 10 tháng 5 năm 1969. Chỉ vẻn vẹn hơn 1.000 chữ và theo lời bác là để sẵn mấy lời, nhưng di chúc là sự kết tinh cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tiến trình cách mạng Việt Nam. Trong di chúc, bác đặc biệt quan tâm căn dặn về công tác xây dựng Đảng. Bác nhấn mạnh, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Người nhắc nhở các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Đây được xem là vấn đề sống còn của Đảng trong bất cứ giai đoạn nào. Di chúc cũng cho thấy tầm nhìn xa trông rộng, tràn đầy tinh thần nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giải phóng và phát triển con người. Người nhấn mạnh, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Và Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.
Trong những lời cuối cùng của di chúc, người nói về việc riêng nhưng vẫn hàm chứa những suy tư, trăn trở, lo cho nước, lo cho dân. Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận. Chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những di sản của Bác để lại, được công nhận là bảo vật quốc gia, kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Sau 55 năm, những lời Bác căn dặn trong di chúc vẫn tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại, là ngọn đuốc soi đường và tiếp thêm sức mạnh to lớn cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như tâm nguyện của người lúc sinh thời. Mùa thu độc lập, cả dân tộc nhớ thương Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Bác đi xa, nhưng tên tuổi, sự nghiệp và tấm gương tư tưởng đạo đức của người vẫn còn sống mãi trong muôn triệu trái tim người dân Việt Nam. Nhớ về Bác, mọi người cùng nhắc nhở nhau, không quên lời Bác dặn, không ngừng học tập, làm theo tấm gương của người để góp sức mình cống hiến dựng xây quê hương đất nước. Trên bàn thờ gia tiên của gia đình bà Hán Thị Trường, ảnh Bác Hồ được treo ở vị trí trang trọng nhất. Từ nhiều năm nay, mỗi dịp ngày giỗ của Bác, bà lại cùng các con, các cháu sửa soạn mâm cơm, kính dâng lên người. Mâm cơm giỗ Bác tuy giản dị, đơn sơ, nhưng chứa chan lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc. Gia đình tôi đã được nhờ Bác, từ cái ngày mà chưa có Bác, là gia đình tôi lưu lạc hết đây đó lên tận Yên Bái ở. Bác khi Bác cho đến lúc mà cải cách ruộng đất, Bác còn cấp cho gia đình nhà tôi những mảnh vải để may cho mỗi người một cái áo. Tôi cố gắng đi tìm ảnh của Bác về, tôi treo lên đây để hàng ngày tôi nhìn thấy Bác, tôi nhớ đến Bác, nhớ đến công lao của Bác. Từ trong sâu thẳm trái tim mỗi người Việt Nam, hình ảnh Bác vĩ đại mà thật giản dị. Bác ơi, tim Bác mênh mông thế, ôm cả non sông mọi kiếp người. Sinh thời, Bác đã 9 lần về thăm và làm việc tại Phú Thọ, những nơi in dấu chân người năm xưa, nay trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ và là niềm tự hào của người dân đất tổ. Mùa thu mưa thuận gió hòa, con vào lễ Bác lòng đà hân hoan, trải qua mưa tháng mỏi mòn, Bác ơi càng nghĩ lòng càng nhớ nhung. Chúng tôi là những người dân xã Vạn Xuân, thật sự là xúc động và tự hào. Và những năm tháng Bác đã về dừng chân là làm việc ở tại nơi đây. Và chúng tôi cố gắng học tập theo tấm gương của người và cũng thành kính tri ân cái công lao của Bác đã hy sinh vì nước, vì dân. Những tình cảm sâu nặng dành cho vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc còn được nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Đình Vị gửi gắm vào trong cuốn sách Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn. Từng câu, từng chữ bộc lộ nỗi nhớ xa xiết và lòng cảm phục ý chí sắt đá, sự hy sinh to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn. Tôi lấy từ cái đoạn thơ cuối của cái bài Bác ơi, bài Tố Hữu khóc Bác ngày tan Bác. Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn, yêu Bác lòng ta trong sáng hơn. Xin nguyện cùng người vươn tới mãi, vững như muôn dải trường sơn. Nếu yêu Bác, kính Bác, phải biến cái yêu quý Bác đó thành cái hành động cách mạng. Cụ thể là chúng ta phải hưởng ứng tích cực cái lời kêu gọi của Đảng đã lâu nay, là sống, học tập theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những ngày mùa thu lịch sử, muôn triệu trái tim những người con đất Việt lại hướng về Bác Hồ
với tấm lòng thành kính tri ân. Ngày ngày, từng dòng người vẫn nhẹ bước tìm về bên người cha già kính yêu của dân tộc. Với những mầm non tương lai của đất nước, mùa thu nhớ Bác cũng là mùa khai trường. Niềm tự hào khoác trên vai chiếc khăn quàng đỏ sẽ là động lực thôi thúc các em nỗ lực phấn đấu rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Chúng em sẽ luôn ghi nhớ, biết ơn công lao của Bác Hồ kính yêu. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt và làm theo năm điều Bác Hồ dạy: yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Với vị trí gần thủ đô Hà Nội, giao thông thuận lợi nên các điểm du lịch tại Phú Thọ khá phù hợp với các chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày. Năm nay, thời tiết thuận lợi, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, nên đông đảo du khách đã tìm đến các điểm du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn với những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh là đợt cao điểm cuối trong năm của ngành du lịch, sau đợt hè dài nhiều tháng. Nhiều gia đình đã tranh thủ kỳ nghỉ lễ để cho các con được vui chơi trước khi bước vào năm học mới. Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh ở huyện Thanh Thủy là một trong các điểm đến được rất nhiều gia đình lựa chọn bởi có nhiều khu vui chơi, trò chơi phù hợp với các lứa tuổi. Tôi có tổ chức cho các cháu cùng toàn thể gia đình ấy, đến khu vui chơi này. Thứ nhất là nó rất gần và phong cảnh cũng rất là đẹp và nhiều khu vui chơi rất là bổ ích cho các cháu. Khi vào đến đây chúng tôi cảm thấy là rất chi là vui và rất chi là nhiều những cái để mà sinh động, để khiến cho lần đi đầu tiên của chúng tôi để lại một cái ấn tượng rất chi là tốt đẹp. Để kích cầu du lịch, những năm qua, huyện Thanh Thủy đã tổ chức tuần du lịch Thanh Thủy mùa thu đúng vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9 với nhiều hoạt động văn hóa du lịch. Qua đó, đã tạo bầu không khí sôi động, nhộn nhịp tại các điểm du lịch trên địa bàn, đặc biệt là tại các tuyến phố đêm trải nghiệm văn hóa ẩm thực với nhiều gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng vùng miền. Thưa quý vị, với việc tổ chức tuần du lịch mùa thu đúng vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Thanh Thủy đã đón lượng lớn du khách về vui chơi, trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Du lịch đã thực sự hiện hữu trên vùng đất đầy tiềm năng này. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, đến nay, ngày càng nhiều đoàn du khách đến Phú Thọ để trải nghiệm các loại hình du lịch. Tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, hầu hết các homestay đã được khách đăng ký đặt chỗ trước. Du khách không khỏi ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng cảnh sắc núi rừng và hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật mang đậm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc nơi đây. Cách đây 4 năm tôi đã đến Xuân Sơn một lần rồi và tôi rất ấn tượng bởi vì là rừng nguyên sinh rất là đẹp, rất là nguyên sơ, có cả suối này, cả rừng này và người dân thì rất là hiếu khách và đồ ăn thì rất là ngon, cho nên là gia đình cũng mong muốn là sẽ quay trở lại và ngày hôm nay đã thực hiện được cái mong muốn của mình ạ. Mặc dù đón lượng du khách tới du lịch tăng đột biến, song do có sự chủ động, chuẩn bị từ trước nên tại các điểm du lịch, công tác vệ sinh môi trường, niêm yết giá cả, an ninh trật tự được đảm bảo khá tốt. Qua đó đã tạo được sự thiện cảm của du khách cùng không khí vui tươi phấn khởi trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.